Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng động cơ 60V 1500W bánh siêu mập. Các cái thông số cụ thể của cái bánh này thì về đường kích thước thì có bản rộng của bánh là 22cm, đường kính là 40cm. Bánh thì sử dụng phanh đĩa, một bánh trước, một bánh sau, một bộ càng giảm xóc, ổ bi, phanh trước, phanh sau, phanh đĩa và giảm xóc. Đấy, bộ này các bạn có thể mua về ứng dụng vào làm những cái xe chopper hay là Harley hay là xe bánh béo, rất là đẹp, khỏe và nhìn cực kỳ là ngầu luôn, bởi vì với cái bánh bản mập này thì ở Việt Nam chắc là có 102 luôn. Đấy, rất là đẹp. Khung càng đầy đủ, các bạn có thể mua lẻ bên mình đều bán. Cái bộ chắn bùn của nó thì mình mới bị hết, thì nó vẫn có, nếu như các bạn có yêu cầu đặt hàng thì bên mình vẫn có chắn bùn, tuy nhiên nó đang hết hàng, các bạn có thể lấy hàng thì bên mình vẫn có nhé. Bánh đầy đủ, trục rất là dài. Sau đây mình sẽ đi vào chi tiết từng món một cho các bạn có thể được chi tiết tường tận hơn. Sau đây là một số cái hình ảnh chi tiết về sản phẩm. Đây là cái bộ giảm xóc trước này. Bộ này thì nó rất là đồng bộ. Đây là cái tai này, là hai cái tai này để bắt phanh này. Đấy, hai cái tai này bắt phanh. Ốc yếc rất là đầy đủ các bạn nhé. Đây là những cái cụm phanh dầu đằng sau là dây nó rất là dài. Và đây là vai càng này. Đây là vòng bi của nó này các bạn này. Đây là vòng bi này. Và đây là cái cổ kèm ghi đông này. Các bạn có thể uốn cái ghi đông theo ý thích của mình, hoặc là mua sẵn cũng có. Đây là trục trước của nó này, trục rất là dài nhé. Với cái còn đây là động cơ này. Sở hữu cái động cơ này thì có công suất là 60V và 1500W các bạn ạ. Đấy. Bánh rất là to này. Một gang tay luôn này, khoảng 22cm và đường kính là 40cm các bạn nhé. Đây, các cái thân ốc để bắt động cơ là bắt vào đây. Đây, công suất động cơ đây, 60V 1500W này. Sử dụng bánh không xăm. Bộ này thì mình để giá phần dưới phần mô tả. Các bạn mua chọn bộ thì có thể vào xem cụ thể ở phần dưới phần mô tả, hoặc là mua lẻ thì các bạn có thể sử dụng Zalo để nhắn tin cho mình. Đấy, đây là phần đĩa phanh thì bắt vào đây. Đây, đĩa còn là đĩa thép không gỉ.
Đấy. Bắt vào đây. Bộ này thì có thể ước đạt tốc độ khoảng 50 đến 65 km trên giờ và nó sử dụng 5 bình ắc quy các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng pin hoặc là làm những cái việc khác. Mình có thể bán lẻ cho các bạn, kể cả mua một bánh hay là mua bánh trước bánh sau mình đều bán. Mua càng hay không mua càng mình đều bán nhé. Đấy, mình đều bán lẻ hết. Nhưng các bạn nên mua theo bộ thì nó đẹp hơn. Còn tùy theo mục đích sử dụng của các bạn, làm cho việc gì thì đấy là tùy theo yêu cầu. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đấn đăng ký kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và bật chuông thông báo để nhận được ngay những cái thông báo khi có video vừa mới ra. Kênh video của mình thì buôn bán phụ tùng cũng được khoảng gần 10 năm rồi. Phụ tùng cũng tương đối là đầy đủ phục vụ cho các bạn. Đấy. Trục cầu, bánh xe, đồ 3 4 bánh rất là nhiều. Các bạn xem kênh thì vào kênh của mình và chọn các cái video. Nếu như xem tìm nhanh sản phẩm thì các bạn vào danh sách sản phẩm, danh sách phát ấy. Các bạn muốn tìm nhanh một cái sản phẩm nào thì vào cái mục danh sách phát ở trong kênh của mình ấy, chọn đồ 3 bánh hay 4 bánh thì các bạn vào đấy là rất nhanh, ở đấy nó sẽ combo toàn bộ. Còn những cái phụ kiện thì các bạn xem ở trong cái tất cả các video thì sẽ đưa những cái phụ tùng riêng lẻ. Video của mình đến đây là hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm của kênh trong thời gian vừa qua. Xin chân thành cảm ơn các bạn.